lại lên. Rồi. Con trai em. Rồi, công ty cưng của mẹ. Công ty cưng của mẹ. Mặc đồ rất quen. Bà mẹ gọi có mặt nhưng ba mẹ nói là nó không nghe. Ủa như vậy có công bằng không ta? Tại sao? Ý là gì giờ anh nè, anh nói ý người ta là nói chơi với con nít. Anh dạy người lớn là chơi chứ đi. Không phải. Ghé anh bỏ anh vô. Không phải. Vậy đó, vô anh chơi chứ. Vô anh chơi chứ. Em ghé mà. Ghét. Ghét. Nghỉ. Lên chơi chứ đi. Lên đi. Để cháu vô uống sữa. Xin lỗi. 2 phút dành cho phát lại nhanh như chớp. Sông Thầm là đặc sản của nước nào? Sông Thần hả? Sông Thầm. Sông Thầm. Sông Thầm hả? Sao nghe? Sông Thầm á. Chắc là giống sông Crab rồi với là Thái Lan. Thái Lan. Thái Lan. Thái Lan. Lên. Sông Thầm á, sông Thầm là đu đủ đó. Sông Thầm. Gọi đu đủ đó. Đu đủ đầm. Đu đủ đầm. Đất nước của những nụ cười là tên gọi khác của quốc gia nào? Những nụ cười nè. Quốc gia nước gì hay cười đó. Nước gì hay cười đó. Cái gì vậy? Nè, anh nhìn bên đây nè, anh nhìn bên đây nè. À, không không em không biết. Không được, là không biết. Không được, trả lời không biết. Trả lời đại. Việt Nam đi. Trời ơi. Không, chính xác. Ủa? Việt Nam cười nhiều lắm anh. Đó chính là Thái Lan. Ủa lại luôn á hả? Biết thêm một kiến thức mới. Kể tên ba quốc gia có lễ hội té nước, quá dễ. À, Thái Lan, Campuchia, Laos. Exactly. Lễ hội té nước Thái Lan là cái tên là gì? Sông Khan phải không? Sông Rang. Sông Rang. Sông Rang. Sông Rang. Chồng của em gái, của con gái của chồng Nhã Phương là gì của Nhã Phương? Thầy nở chồng. Chồng của em gái. Của con gái của chồng Nhã Phương. Sao dòng họ gì nhiều quá vậy ta? Chồng của em gái. Chồng của em gái. Nhã Phương đẻ con gái ra là con, xong rồi em gái của con gái là cũng là con của chị, là cũng chồng, chồng là con rể. Lên. Ôi giỏi quá. Hay quá. Nhức não quá. Giỏi quá. Đây là câu đối chữ nha. Dạ. Khi tôi tắm, tôi bị trượt té, hỏi tại sao? À, xà bông hả ta? Hay là sàn nhà tắm? À, khi tôi tắm, tôi bị té. Khi tôi té, tôi bị tắm hả? Khi tôi tắm tắm tối. Tắm tối. Lên. Giỏi quá. Chim gì bỏ hàng quên thề sang sông? Trong rất nhiều bài hát đều có. Chim le le. Chim em ma nói là chim le le. Phải chim le le không? Không phải chim le le hả? Chim chim sáo sang sông. Lên. Giỏi quá. Câu này dễ luôn. Có bao nhiêu quân tốt trong bàn cờ tướng? Cờ tướng là 1 2 3 4 5 phải không mọi người? Sao lẽ được? Hai bên cơ mà. Hai bên thì sao là số lẻ? 6, 7 vô. Hả? Bàn vô. Trời giúp vô đi mà thua. Giúp đối thủ thảo luận. Phải thảo luận chung với bạn. Có chơi cờ tướng chứ. Hai đội là 10. Lên. Trời ơi. Quên, em quên. Em đếm một đội, em đếm một đội. Là tay em không? Tại em. Tại em hả? Không biết. Trong những quân cờ, quân nào dễ nổ nhất? Chơi chữ. Cờ pháo. Lên. Hai. Quân pháo. Trong cờ tướng, quân hầu đứng đâu? Quân hậu đứng kế bên quân. Quân biết chơi cờ tướng bao giờ chưa? Cờ biết tướng. Cờ tướng không? À, cờ tướng không có quân hậu. Lên. Yeah. Wow. Lộn cờ vua. Lộn cờ vua đúng không? Dạ. Yeah. Kể ra năm từ ghép với chữ ba. Ba. À, ba má. Một. Ba mẹ. Hai. Ba phải. Ba. Ba trận. Bốn. Ba chồng. Lên. Như vậy là sau 2 phút, Phát La mang về tất cả là 8 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Phải hy vọng, phải hy vọng. Thưa quý vị, 8 đáp án rất khó vượt qua. Chúng ta chờ đợi xem Xuân Tiến. Xuân Tiến. Xuân Tiến. Không có gì hết, lên ghế luôn. Cố lên nha anh. Ráng lên, tập trung nha Tiến ơi. Tán câu thôi con, ráng lên con. Tiến ơi. Dạ. Gia đình trông chờ con. Uống 5 bịch sữa rồi nữa. Uống chi dữ vậy, đau bụng thôi trả lời. Nhiều canxi. 2 phút dành cho Xuân Tiến. Nhanh đi chứ.
sắm thầm là đặc sản của nước nào? Thái Lan. Lên. Đất nước của những nụ cười là tên gọi khác của quốc gia nào? Đất nước của những nụ cười cười Nhật Bản hả? Không, chính xác, Thái Lan. Ủa, Thái Lan nữa. Kể tên ba quốc gia có lễ hội té nước. Việt Nam. À, lộn lại. Thái Lan, Lào, Campuchia. Lên. Lợi quá. Đáng lên. Chồng của em gái của con gái của Nhã Phương là gì của Nhã Phương? Chồng của em gái là em rể. Chồng của em gái của con gái của Nhã Phương. Chồng của con gái của em gái Nhã chồng Phương. Chồng của em gái của con gái của chồng Nhã Phương. Lại anh. Chồng của em gái của con gái của chồng Nhã Phương. Cháu. Không chính xác. Trời ơi. Là con rể. Con rể. Khi tôi tắm, tôi bị trượt té, hỏi tại sao? Chơi chữ. Đố chữ. Khi tôi tắm. Anh đọc lại em. Khi tôi tắm tôi bị trượt té, hỏi tại sao? Đố chữ. Khi tôi tắm tôi bị trượt té. Tôi bị trượt té. Khi tôi tắm tôi bị trượt té. Trượt té là khi tôi tắm. Khi tôi trượt té. Không, chơi quá té, em không biết câu này. Không, chính xác. Khi tôi tắm, tôi tắm. Tôi tắm, tâm tôi. Tâm tối đi, không thấy đường trượt té. Tập trung. Chim gì bỏ hẹn quên thề sang sông? Chim gì bỏ hẹn? Trong bài hát hay có. Chim gì? Có con chim đa đa. Bảy ơi, không phải. Chim gì? Chim gì anh lại đọc lại em một lần. Chim gì bỏ hẹn quên thề sang sông? Chim sáo. Lên. Đáng hơn. Có bao nhiêu quân tốt trong bàn cờ tướng? Quân tốt 2, 4 5. Không chính xác. Trời ơi, nguyên bàn là 2 mông. Trời ơi. Trong những quân cờ tướng, quân nào dễ nổ nhất? Pháo. Lên. Trong cờ tướng, quân hậu đứng đâu? Quân hậu. Trong cờ tướng, quân hậu đứng kế con xe. Đừng. Trời ơi. Trong cờ tướng, hậu kế con thượng là cái cờ bài. Đúng rồi. Cờ tướng làm gì có con hậu? Trong bàn cờ tướng làm gì có quân hậu? Cờ vua mới có con hậu. Quên. Không sao. Bình tĩnh. Gia đình thương con. Kể ra 5 từ ghép với chữ ba. Từ ba. Ba mẹ. Một. Ba dụ. Hai. Ba chú. Ba chú là cái gì? Ba nuôi. Ba. Ba gác không đọc. Ba má, ba lô, ba gai, ba trợn, ba hồn. Ba láp, ba xàm, quá trời. Không khóc, gia đình thương con. Mình không có sự liên tiếp, đau lòng khi nói điều này. Đội người ta 2-0 rồi.